Thưa quý vị và các bạn, trong sáng nay, Hội đồng Nhân dân quyền Tân Trụ khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành kỳ họp thứ nhất. Tham dự kỳ họp có Đại tá Trần Văn Trai, Quỹ chiên Ban Thường vụ tỉnh quỹ, Chỉ quy trưởng Bộ Chỉ quy quân sự tỉnh. Tại kỳ họp này, Quỹ ban bầu cử quyền báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quyền khóa 12 và công bố nghị quyết xác nhận tư cách 30 đại biểu Hội đồng Nhân dân quyền khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng nhân dân quyền Tân Trụ cũng tiến hành bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân quyền, Ủy ban nhân dân quyền nhiệm kỳ 2021-2026, các chức danh trưởng phó ban pháp chế, trưởng ban kinh tế xã hội của Hội đồng nhân dân quyền và 12 ủy viên Ủy ban nhân dân quyền. Kết quả ông Tô Văn Cư, Phó Bí thư huyện ủy Tân Trụ đắc cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân quyền Tân Trụ khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Chí Cường, Bí thư Đảng ủy Tân Trụ, đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quyền Tân Trụ khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trương Thanh Liêm, Bí thư quyền quỹ tái đắc cử, chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyền. Ông Ngô Tấn Tài và ông Trịnh Phước Trung tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyền Tân Trụ, nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng tại kỳ họp này, đại biểu Hội đồng Nhân dân quyền biểu quyết thông qua 6 nghị quyết gồm Nghị quyết về chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng Nhân dân quyền khóa 12 Nghị quyết phê chuẩn tổng thể quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020, nghị quyết về điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021